Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày. Và hôm nay có những thông tin gì nổi cộm? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Câu hỏi lớn nhất với fan của Blackpink dạo gần đây, ai mới thực sự là Lisa, còn ai là Jisoo? Kẻ Instagram nhà người ta, Lisa khoe mái tóc hồng mới xinh cỡ nào mà khiến dân tình phát cuồng. ITZY tung ảnh nhá hàng cho Season Greeting 2022 nhưng chỉ khiến fan phẫn nộ với JYP, Photoshop quá đà đến mức không thể nhận ra một thành viên. TWICE nhá hàng thêm giai điệu và vũ đạo cho ca khúc mới Scientist, cảm giác mới mẻ và độc đáo chưa từng có trước đây. Và sau đây là nội dung chi tiết. Câu hỏi lớn nhất của fan Blackpink lúc này, ai mới là Lisa, còn ai thực sự là Jisoo? Ngày 9 tháng 11, Lisa đã có màn hóa thân thành ninja bất ngờ xuất hiện tại Los Angeles, Mỹ, mà phía truyền thông không hề có tí hình ảnh hay tin tức gì cho lịch trình của nữ idol. Cô nàng đã khiến các fan nháo nhào vì kiểu tóc bob màu hồng mới mẻ, màu tóc mà fan ao ước 5 năm trời cuối cùng cũng thành hiện thực. Trong mái tóc mới, thành viên của Blackpink vốn đã xinh nay càng thêm xinh hơn và cá tính hơn. Tuy nhiên, hình ảnh mái tóc bob màu hồng này không khỏi khiến người hâm mộ liên tưởng đến chị cả Jisoo trong MV Du 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 Du. Màn đụng hàng này là vô tình hay cố ý vậy? Phải chăng đây chính là động thái đáp lễ lượt về của Lisa khi trước đó Jisoo cũng công khai cải trang thành cô nàng trong dịp lễ Halloween vừa rồi? Có qua có lại, tình chị em chắc chắn sẽ bền lâu. Chỉ có người hâm mộ là bị lú vì thật giả lẫn lộn mà thôi. Như vậy, với diện mạo mới, Lisa đã chính thức góp mặt vào đội hình tóc hồng của Blackpink. Quả nhiên là nhóm nhạc hồng đen, tóc cũng phải màu hồng chói lọi. Kẻ Instagram nhà người ta, Lisa khoe mái tóc hồng mới xinh nhường nào mà khiến dân tình phát cuồng. Sự kiện hot nhất cộng đồng fan yêu mến Blackpink thời gian gần đây chắc chắn là việc cô nàng Lisa nhuộm tóc hồng pastel. Rất nhiều lần Lisa đã thổ lộ mong muốn này, nhưng cho tới bây giờ, ước mơ mới thành sự thật. Sau khi được DJ Snake nhá hàng bằng story kéo dài 10 giây, thì mới đây, Lisa tiếp tục khiến cho netizen phát điên khi kẻ Instagram của cô nàng Nikki, nữ ca sĩ Indonesia khoe hai tấm hình siêu xinh chụp cùng Lisa kèm dòng nhắn: "Một người bạn vô cùng ngọt ngào ghé qua chỗ tôi chơi nè." Mọi sự chú ý đổ dồn về nhan sắc bừng sáng của nữ thần nhà Blackpink cùng body cực phẩm. Nhờ loạt ảnh hot này mà Nikki nhận được 700.000 lượt thả tim từ cộng đồng mạng. Đây cũng trở thành bài đăng nhận được lượt like đột biến của Nikki, bởi trước đây cô nàng chỉ có khoảng 100.000 đến 200.000 lượt thả tim mà thôi. Rất nhiều cư dân mạng tặng lời khen cho Lisa, Lisa xinh quá đi mất, màu tóc hồng siêu hợp. Cảm ơn Nikki vì đã đăng ảnh cùng Lisa, muốn chiêm ngưỡng mái tóc hồng của cô ấy nhiều hơn. Trước đó, Lisa cũng gây bão trên mạng xã hội nhờ ảnh selfie với mái tóc hồng mới tinh. Bài đăng này nhận được rất nhiều lượt like cùng rất nhiều lượt bình luận, chứng minh sức hút khó cưỡng của nữ idol đình đám. ITZY tung ảnh nhá hàng cho Season Greeting 2022 nhưng chỉ khiến fan phẫn nộ với JYP. Cũng giống như đồng nghiệp thuộc nhiều công ty khác, các nghệ sĩ nhà JYP gần đây cũng bắt đầu tung ra những hình ảnh nhá hàng cho Season Greeting 2022. Thế nhưng trong khi các fandom khác vẫn còn đang vui mừng, thì với người hâm mộ của ITZY, họ lại cảm thấy không khỏi hoang mang và tức giận với JYP sau khi phát hiện ra điểm kỳ quặc trong bức ảnh của một thành viên. Season Greeting 2022 của ITZY có tên là Best Friend Forever, được thực hiện với 4 concept, trong đó mỗi concept sẽ xoay quanh một thời điểm khác nhau trong ngày. Tuy nhiên, khi teaser cho concept đây được đăng tải trên Twitter chính thức của ITZY, người hâm mộ lại không thể nhận ra Ryujin, vì trông cô nàng quá khác so với những hình ảnh thường ngày. Dù vẫn chưa có gì chắc chắn về lý do tạo nên những điểm kỳ quặc này, nhưng đông đảo người hâm mộ của ITZY đã sớm lên tiếng chỉ trích JYP vì cho rằng công ty này đã photoshop quá đà, dẫn đến hình ảnh của Ryujin trong Season Greeting 2022 trông cứ như là một người hoàn toàn khác. Một số fan thậm chí còn soi kỹ hơn để chỉ ra rằng cả mũi và miệng của cô trong bức ảnh này đều rất khác so với bình thường. Đáng chú ý hơn cả, Ryujin chính là thành viên duy nhất gặp phải tình huống trớ trêu này. Với cả 4 thành viên còn lại, họ đều trông xinh đẹp rạng rỡ trong khi vẫn giữ được hình tượng quen thuộc với người hâm mộ. Từ khi ra mắt cho tới nay, Ryujin nói chung và ITZY nói riêng vẫn thường xuyên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng và non-fan vì visual của mình.
Chính vì vậy mà người hâm mộ càng không thể hiểu được vì sao JYP lại phải photoshop nhiều đến mức biến cô thành người khác mà ngay cả người hâm mộ cũng không thể nhận ra như vậy. Cho đến thời điểm này thì phía JYP vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào sau khi bị cáo buộc photoshop quá đà hình ảnh của Ryujin trong season greeting 2022 của ITZY. Tuy nhiên, xét đến việc season greeting 2022 gần đây đã được sản xuất xong và sớm, chỉ chờ đến ngày mở bán, không ít người hâm mộ của Ryujin hiện đang lo lắng. Rất có thể họ sẽ phải sống chung với lũ, chấp nhận mua sản phẩm không hề khiến cho họ hài lòng mà không có biện pháp gì để giải quyết từ phía công ty quản lý. TWICE nhá hàng thêm giai điệu và vũ đạo cho ca khúc mới Scientist, cảm giác mới mẻ và độc đáo chưa từng thấy trước đây. TWICE đã sẵn sàng cho màn comeback lần thứ 2 trong năm 2021, với một full album đang nhận được rất nhiều sự chú ý và kỳ vọng. Nhóm nhạc nữ nhà JYP sẽ phát hành full album Formula of Love vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 11 theo giờ Hàn Quốc, tức 0 giờ ngày 12 tháng 11 theo giờ Mỹ. Vừa qua thì JYP cũng vừa xác nhận album này đạt đến 630.000 bản pre-order, là album có lượng đặt trước cao nhất của TWICE. Yếu tố chủ chốt làm nên thành công của một màn comeback vẫn là bài hát chủ đề, vì vậy mà các fan và các netizen đặt rất nhiều kỳ vọng vào Scientist sắp phát hành của nhóm. Được biết, ca khúc chủ đề Scientist có sự tham gia sáng tác và sản xuất bởi đội ngũ hùng hậu. Trước đó thì JYP cũng từng đăng một video nhá hàng 15 giây cho ca khúc chủ đề Scientist trên nền tảng TikTok. Mặc dù đoạn giai điệu được hé lộ không quá dài, nhưng cũng đủ khiến cho nhiều netizen phấn khích vì họ cảm nhận được sự khác biệt đối với bài hát chủ đề lần này của nhóm. Sau đó thì JYP mới chính thức đăng tải đoạn teaser đầu tiên cho bài hát này. Tuy nhiên trong video này chỉ cho thấy tạo hình của 9 thành viên TWICE trong các vai nhà nghiên cứu về tình yêu và đoạn nhạc nền không có lyric. Vào ngày hôm sau thì công ty cũng đăng tải thêm đoạn teaser thứ 2 cho MV Scientist, hé lộ thêm một đoạn giai điệu mới cũng như một phần vũ đạo của bài hát này. Mở đầu đoạn video là hình ảnh Jonghyun rút một sợi dây trong hệ thống máy móc phức tạp của điều gì đó. Ngay lúc này tiếng chuông báo động vang lên và TWICE xuất hiện trong tạo hình cá tính hơn với những kiểu tóc độc đáo và trang phục được thiết kế ấn tượng. Trong phần vũ đạo chỉ có 8 thành viên thực hiện do tình trạng sức khỏe của Jonghyun không tốt. Tuy nhiên, nữ idol vẫn sẽ xuất hiện trong MV như các đoạn teaser đã hé lộ từ trước. Teaser mới đây của TWICE tiếp tục gây chú ý với cư dân mạng Hàn Quốc. Theo đó, nhiều người đánh giá rằng từ đoạn teaser TikTok khi trước cho đến đoạn teaser mới đây, cảm nhận chung của họ vẫn là rất thích thú với bầu không khí độc đáo mà TWICE mang đến. Nhiều K-net cho rằng đây là một bài hát mang màu sắc mới lạ và khác biệt hoàn toàn so với các bài hát trước đây của nhóm. Vậy nên họ rất kỳ vọng rằng các cô gái có thể làm tốt và có thêm được bản hit mới trong sự nghiệp. Đặc biệt không ít người cũng khen ngợi giọng hát của Nayeon với hai câu hát được hé lộ trong đoạn teaser lần này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.